An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Bác sĩ 247 được phát sóng vào mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, để khắc phục bệnh trĩ thì chúng ta có hai phương pháp điều trị, đó là điều trị nội khoa và điều trị ngoại khoa. Điều trị ngoại khoa là một phương pháp phẫu thuật thường sẽ gây đau đớn, tốn kém và phải nghỉ ngơi khá dài sau một thời gian điều trị để chúng ta hồi phục và đối diện với nhiều cái nguy cơ biến chứng. Sau phẫu thuật cũng rất là dễ tái phát bệnh, và điều này cũng khiến cho những người điều trị bệnh trĩ rất là sợ phải thực hiện những cái ca phẫu thuật này. Như vậy thì đâu sẽ là một cái sản phẩm giúp cho cái việc điều trị bệnh trĩ nó được hiệu quả, an toàn, và kể cả khi mà đã nặng hoặc là tránh được cái trường hợp phải phẫu thuật. Thì ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện ngay sau đây. Xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương đến từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Xin chào bác sĩ. Mến chào MC Nguyên Hang. Mến chào quý vị khán giả của chương trình. Tôi là nhân viên văn phòng. Vì tính chất đặc thù của công việc á, cho nên tôi thường xuyên là ngồi rất là lâu. Bên cạnh đó là tôi cũng ít là vận động nữa, cho nên nó dẫn đến tình trạng táo bón kéo dài và lâu ngày vài tháng á, thì nó gây ra bệnh trĩ cho tôi. Tuy nhiên thì tôi cũng rất là e ngại chia sẻ về căn bệnh của mình, cũng như là rất là chủ quan trong cái việc là đi thăm khám bác sĩ. Từ đó cho nên căn bệnh trĩ của tôi diễn biến ngày càng nặng, và hiện giờ tình trạng trĩ của tôi đó là độ 3 rồi. Cái căn bệnh trĩ này á, nó gây cho tôi rất là khó chịu, đau rát. Thậm chí có nhiều khi đi cầu xong á, nó chảy máu rất là nhiều. Đứng cũng đau, ngồi cũng đau. Đi á, thì cảm thấy nó vướng víu, nó không thoải mái. Căn bệnh này thật sự là nó gây ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng cuộc sống cũng như là công việc của tôi. Đặc biệt là ám ảnh nhất á, những buổi trưa thời tiết nắng nóng á, căn bệnh nó trở nặng. Nó làm cho tôi rất là khó chịu và đau rát. Sau khi tiến hành thăm khám bác sĩ á, thì bác sĩ có khuyên tôi á, là nên tiến hành phẫu thuật. Thì thật sự là tôi nghe đến phẫu thuật tôi rất là sợ. Điều thứ nhất là tôi rất là sợ đau. Thứ hai là tôi sợ công việc của tôi á, tôi không có thu xếp ổn thỏa được để mà cho quá trình phẫu thuật. Cho nên tôi trì hoãn. Và bên cạnh đó tôi cũng chia sẻ bác sĩ là mong muốn của tôi á, là muốn điều trị nội khoa và hạn chế, thậm chí là tránh phẫu thuật giùm tôi. Chính vì thế bác sĩ có tư vấn cho tôi dùng bộ sản phẩm thảo dược An Trĩ Vương, gồm các thành phần thảo dược như là diếp cá, đương quy, hoa què, nghệ dạng meriva. Sau đó thì tôi có dùng 2 tháng liệu trình tấn công. Thì tôi cảm thấy là cái bệnh tình của tôi nó thuyên giảm. Các triệu chứng như là đau rát, táo bón, chảy máu thì nó không còn nữa. Căn bệnh tôi nó thuyên giảm rõ rệt. Khi mà tôi đi khám lại á, thì nó còn trĩ ở độ 1 mà thôi. Điều này tôi rất là vui mừng. Tại vì hiện giờ tôi cảm thấy là tôi làm việc cũng như là tôi sinh hoạt mỗi ngày rất là thoải mái. Chắc là nhờ sản phẩm thảo dược An Trĩ Vương, nó giúp cho tôi cải thiện được tình trạng bệnh trĩ cấp độ 3 của mình, và đặc biệt là tránh được phẫu thuật. Sẵn đây thì tôi cũng có 2 vấn đề muốn hỏi chuyên gia. Vấn đề thứ nhất á, là tôi có nên tiếp tục sử dụng liệu trình của sản phẩm thảo dược An Trĩ Vương hay không? Vấn đề thứ hai là khi mà tôi sử dụng liệu trình và tôi đã lành bệnh trĩ của mình rồi, thì cái căn bệnh trĩ này nó có tái phát được hay không? Thưa bác sĩ, trong cái thời gian trước thì người bệnh bị trĩ cấp độ 3 và cũng đã sử dụng những cái sản phẩm thảo dược An Trĩ Vương chứa diếp cá, đương quy, hoa hòe và nghệ dạng Mediva, cũng đã giảm cái cấp độ trĩ từ 3 xuống còn 1. Như vậy thì người bệnh cũng đang thắc mắc là không biết là có tiếp tục sử dụng được cái sản phẩm này hay không, và bệnh trĩ thì nó có bị tái phát hay không ạ? Chuyện đầu tiên là tôi chúc mừng cái người bệnh trong cái phóng sự vừa rồi. Bởi vì thông thường thì đối với trĩ nội độ 3 thì chỉ có những cái trĩ nội độ 3 mà chớm mà chúng ta chẩn đoán sớm và điều trị tích cực, hỗ trợ tích cực, thì nó sẽ rút độ về độ 2, độ 1. Còn những cái trĩ nội độ 3 mà chúng ta để chẩn đoán trễ thì đa số là điều trị nội khoa nó sẽ không có giảm độ được. Thì cái đó thường phải phẫu thuật. Còn cái người bệnh trong cái phóng sự vừa rồi thì là được chẩn đoán sớm và được điều trị và hỗ trợ điều trị rất là tích cực, nên là đã giảm độ xuống, là không phải đến phẫu thuật. Thì cái câu hỏi đặt ra của người bệnh là bên cạnh điều trị nội khoa thì họ có dùng cái sản phẩm hỗ trợ, tức là cho điều trị mà chiết xuất từ thảo dược, thì họ thấy là có giảm độ, thì nên dùng thế nào?
Thì chuyện thứ nhất á, là chúng ta vẫn phải tiếp tục là tuân thủ cái điều trị và cái chế độ ăn như là nhân viên y tế hướng dẫn, đi tái khám thường xuyên. Và về cái gọi là những cái sản phẩm hỗ trợ, tức là cho điều trị mà chiết xuất từ thảo dược, thì chúng ta phải tiếp tục duy trì. Nhưng mà lúc này chúng ta giảm liều lại, lúc này chúng ta chỉ cần dùng 4-6 viên một ngày là được rồi, chứ không phải như cái lúc đầu chúng ta dùng 9 viên một ngày, chỉ cần dùng 4-6 viên một ngày thêm 1-2 tháng nữa, kết hợp với lại cái gel bôi thì nó sẽ có thể là nó giữ độ mồm hoặc là nó không còn triệu chứng nữa, tức là gọi nói nôm na là bệnh trĩ thoái lui. Bởi vì bản chất của bệnh trĩ là chỉ có lui và tái phát, chứ không phải là một cái bệnh cấp tính mà hết hoàn toàn, dù điều trị bằng bất cứ phương pháp nào. Ngay cả cái mà chúng ta hay nói là người ta phẫu thuật, ví dụ như trường hợp trĩ nội độ 4 hoặc là độ 3 mà không có đáp ứng điều trị nội khoa, thì chúng ta phẫu thuật mà chúng ta nghĩ người ta cắt hết rồi, nhưng mà bởi vì cái cơ chế bệnh nó vẫn còn thì bệnh nhân vẫn có thể bị tái phát. Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì bộ sản phẩm An Trĩ Vương có chứa là diếp cá, đường quy, hoa hòe, nghệ dạng Meriva này có tác dụng tốt như thế nào? Và đâu là điểm khác biệt của sản phẩm này so với những sản phẩm khác để cải thiện tình trạng là sa bối trĩ và tránh trường hợp phải phẫu thuật? Thì điểm khác biệt đầu tiên là đây là cái kết hợp cái thành phần những loại thảo dược là tối ưu nhất. Đấy, như chúng ta như Nguyên Khang vừa nói đó, rau diếp cá, hoa hòe, đương quy, nghệ dạng Meriva đấy, là những cái loại thảo dược này nó có tác dụng là điều trị cái căn nguyên, cái yếu tố thúc đẩy lên bệnh trị, tức là làm cho cái ruột êm dịu, cái ruột không có táo bón, không kích thích đi cầu nhiều, mà đi cầu thì cũng bình thường, thì là nó đã giảm cái là vô một trong những cái căn nguyên yếu tố gây nên cái bệnh trị, và nó tác động lên cái mạch máu của hậu môn, giúp cho cái hậu môn, cái máu không có ứ lại hậu môn, nó không có phồng trĩ lên, và đương nhiên nó chống viêm tại chỗ, tức là nó vừa giảm táo bón, giảm viêm nhiễm tại chỗ hậu môn và giảm căng phòng bối trĩ. Cái thứ hai là được Bộ Y tế công nhận cấp phép lưu hành. Thứ ba là những cái sản phẩm thảo dược này đã nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, là hỗ trợ có điều trị có tốt hay không, và được chứng minh là an toàn. Và cái kế nữa là cái công nghệ bào chế gọi là hiện đại để nó có tác dụng. Và có một ưu điểm nữa là cái bộ gọi là sản phẩm để hỗ trợ trong cái điều trị bệnh trị thì nó có 2 trong 1. 2 trong 1 có nghĩa là nó vừa có dạng viên uống với những thành phần an toàn, và dạng gel có một số loại thảo dược như thầu dầu tía vân vân, thì những cái loại đó thì nó trị bệnh trị rất tốt. Các thảo dược quý trong điều trị bệnh trị táo bón. Bệnh trĩ là một bệnh phổ biến trong các bệnh về hậu môn trực tràng. Nguyên nhân chủ yếu là do táo bón lâu ngày tạo ra, khiến các thành mạch ở búi tĩnh mạch hậu môn bị tổn thương, kéo theo các viêm nhiễm lâu ngày sẽ gây trĩ. Để giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh trĩ, giúp tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa, bảo vệ và tăng sức đề kháng của tĩnh mạch, có rất nhiều các thảo dược và hoạt chất quý như sau. Diếp cá có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu thủng, sát trùng, đồng thời làm mềm chắc thành mạch. Bên cạnh đó, diếp cá còn có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn mạnh. Vì vậy, diếp cá được dùng trị táo bón, bệnh trĩ rất hiệu quả. Đương quy có tác dụng bổ máu, chống thiếu máu, suy nhược cơ thể. Đương quy còn có tác dụng hoạt huyết, giảm đau, giúp chữa viêm loét, mụn nhọt. Ngoài ra, đương quy còn có tác dụng nhuận tràng, thông đại tiện, chống táo bón. Rutin có trong hoa hòe. Rutin có tác dụng làm bền thành mạch, làm giảm tính giòn và tính thấm của mao mạch, làm tăng sự bền vững của thành mạch. Ngoài ra, rutin còn có tác dụng kích thích sự bài tiết của niêm mạc ruột và do vậy giúp nhuận tràng. Nghệ có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm hiệu quả. Đặc biệt, nghệ dạng Meriva có khả năng hòa tan và hấp thu vào máu cao hơn rất nhiều so với nghệ dạng thông thường, sẽ giúp chống viêm và làm mau lành các vết tổn thương do bệnh trĩ gây ra. Với sự kết hợp giữa các dược liệu quý trên sẽ giúp lưu thông khí huyết, thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, trị táo bón, tăng sức bền thành mạch, co bối trĩ một cách hiệu quả, giúp người bệnh hoàn toàn xua đi được nỗi lo bệnh trĩ táo bón. Với những cái trường hợp mà những người cao tuổi, những người phụ nữ mang thai, thì liệu mà chúng ta sử dụng cái bộ sản phẩm An Trĩ Vương này nó có an toàn và hiệu quả không ạ? Thì thứ nhất cái câu hỏi này của Nguyên Khang thì rất là gọi là chí lý luôn.
Tức là một cái điều quan tâm là có an toàn hay không, chứ không phải chỉ có hiệu quả hay không. Thì đối với cái sản phẩm gọi là cái phần mà ngoài xoa đó thì là không hấp thu, chỉ tác dụng tại chỗ. Thì xem như là những người gọi là phụ nữ có thai cho con bú là yên tâm. Còn cái câu hỏi còn lại là cái phần uống vô bụng có gì hay không. Thì như tôi đã nói là thành phần là gì? Đương quy, diếp cá, hoa hòe và nghệ dạng meriva. Những cái này thì về đứng về mặt đông dược thì nó không có ảnh hưởng gì đến phụ nữ có thai. Đương nhiên và cũng phải được nghiên cứu lâm sàng, và đương nhiên phải được là Bộ Y tế chúng ta đã cấp phép là sản phẩm hỗ trợ điều trị này có thể dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú là an toàn. Thì cái đó chúng ta không phải là quá bận tâm lo lắng. Còn riêng đối với người lớn tuổi, người lớn tuổi thì là rất là nhiều yếu tố gây ra bệnh trĩ. Từ cái chuyện bệnh là nhiều thuốc, rồi người già còn kèm thấy bệnh gan, bệnh thận, đấy, rồi thấy bệnh một số bệnh về thần kinh cũng dễ bị táo bón. Rồi thêm người già bệnh đường tiêu hóa mà cũng dễ táo bón, thì cũng dễ bệnh trĩ. Và khen nữa là người già là cơ hậu môn nó yếu nữa, ra là nó cũng dễ bị trĩ, nó không có giữ chặt cái bút trĩ, dễ phòng lên. Như vậy người già có thể sử dụng cái sản phẩm này là tương đối an toàn. Đặc biệt là dạng gel là có thể sử dụng rất là an toàn. Chỉ có điều một số cái lưu ý là nếu sử dụng dạng uống là vì có chứa cái nghệ, thì chúng ta lưu ý một số người già mà dùng một số thuốc liên quan tới đông máu, loãng máu của tim mạch thì chúng ta phải thận trọng hỏi thêm ý kiến của bác sĩ trước khi kết hợp cái dạng uống với những cái loại thuốc đông máu, loãng máu của tim mạch. Còn dạng gel dùng tại chỗ để ngừa bệnh trĩ hay những bệnh trĩ mới chạy tái phát ở người lớn tuổi thì vẫn an toàn. Vậy như vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những cái lời khuyên về chế độ ăn uống, sinh hoạt cũng như là tập luyện để người bệnh có thể lưu ý kết hợp trong việc điều trị không? Những người đã bị bệnh trĩ rồi và những người chưa bị trĩ mà có nguy cơ bị bệnh trĩ, thì bên cạnh cái việc gọi là sử dụng những cái sản phẩm từ thảo dược hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ trong cái điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ, thì chúng ta lưu ý những cái biện pháp là đứng về mặt y học là rất là cần thiết. Thí dụ như uống đủ nước, uống nhiều nước, 2 lít nước một ngày, ăn đa dạng các chất chứ không phải chỉ ăn một món, và đặc biệt chú ý là canh rau và chất xơ, tức là từ cây cỏ thật nhiều. Rồi tập luyện thể dục thể thao, không cần gì nhiều, đi tới đi lui thôi, nếu già quá không ấy thì đi tới luôn, tức là có một cái vận động thể lực chứ phải tập thể dục thì sẽ giúp là cải thiện cái chuyện táo bón cũng như bệnh trĩ. Nhớ là tránh xa những cái yếu tố kích thích rượu bia, thuốc lá, hay là những cái gia vị nặng quá thì chúng ta rất là dễ táo bón và dễ bị bệnh trĩ. Thì chúng ta tránh xa những cái gia vị đó thì chúng ta sẽ bớt cái triệu chứng và phòng ngừa và điều trị tốt. Lời khuyên của chuyên gia giúp phòng và điều trị bệnh trĩ, tránh phẫu thuật. Hãy uống nhiều nước, hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Cố gắng giữ thói quen ăn đúng bữa, nên ăn nhiều rau xanh, hạn chế các thực phẩm giàu đạm, dầu mỡ. Tranh thủ thời gian vận động, tránh ngồi một chỗ quá lâu. Sử dụng viên uống An Trị Vương chứa thảo dược diếp cá, đương quy, nghệ dạng meriva, hoa hòe để phòng và điều trị sớm bệnh trĩ, kết hợp thoa An Trị Vương gieo chiết xuất từ thảo dược để giảm đau rát, sa búi trĩ, cần kiên trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả cao nhất. Sử dụng sản phẩm An Trị Vương chứa các thảo dược như là diếp cá, đương quy, hoa hòe, nghệ dạng meriva mà tôi đã tránh được bệnh trĩ nội đồ 3, không cần phải phẫu thuật. Tôi là người có cơ địa nóng bên trong, cho nên là hay bị táo bón rồi bị trĩ lúc nào không hay. Nhưng do không điều trị sớm cho nên bệnh trở nặng. Đi vệ sinh thì thấy đau rát, chảy máu, rồi sa búi trĩ bên ngoài. Lúc này tôi mới đi khám. Bác sĩ khám cho tôi nói là tôi bị bệnh trĩ nội độ 3 và khuyên tôi đi phẫu thuật. Nhưng mà tôi không muốn đi phẫu thuật vì sợ bệnh sẽ tái phát. Rất may tôi được bạn bè chỉ cho sử dụng sản phẩm thảo dược An Trí Vương chứa các thành phần như là diếp cá, hoa hòe, đơn quy, nghệ dạng meriva trong uống ngoài bôi trong vòng 6 tháng. Đến nay tôi đã hoàn toàn tránh xa được bệnh trĩ và không cần phải phẫu thuật với chi phí rất hợp lý. Rất cảm ơn An Trí Vương.
Xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo. Và đừng quên, chúng ta đang có số điện thoại đường dây tổng đài đó là 1800 55 8889. Đây là số điện thoại miễn cước, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện cho chúng tôi số điện thoại 24/7 đó là 0896 509 509. Quý vị cũng có thể gửi email qua địa chỉ đó là songkhoeavongbacsitivan.vn, hoặc quý vị có thể truy cập vào website bacsitivan.vn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn nhãn hàng An Trí Vương xua tan nỗi lo bệnh trĩ táo bón của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình này. Mình chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. An Trí Vương xua tan nỗi lo bệnh trĩ táo bón, nên đã có thêm An Trí Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.